Nhân viên thu ngân của siêu thị này vừa định ăn miếng mì, nhưng đột nhiên anh ấy phát hiện có hai người đang nghịch xe của mình. Nhân viên thu ngân lên tiếng để ngăn lại, không ngờ rằng sau khi hai người kia nghe thấy, lại trực tiếp xông lên. Một người trong đó còn rút hẳn con dao găm ra. Cũng chính vào thời khắc quan trọng, nhân viên thu ngân bất ngờ tuôn ra một luồng sức mạnh, khiến anh ấy đánh trả lại. Đợi đến khi nhân viên thu ngân định thần lại, hai người kia đã bị anh ấy giết chết. Anh ấy ngơ người luôn. Anh ấy lập tức gọi điện thoại cầu cứu người bạn gái, hỏi cô ấy nên làm thế nào bây giờ. Anh vậy mà đã giết chết hai mạng người, nếu như em còn không đến là anh sẽ bị dọa cho tè ra quần mất. Thì ra chàng trai tên là Mai là một tên vô công rồi nghề trong thị trấn. Bởi vì tất cả những việc mà đến tay anh ấy thì đều hư bột hư đường hết. Nhưng anh ấy lại có một cô bạn gái hoàn hảo tên là Phoeber. Mà khởi nguồn cho tất cả những chuyện này vẫn phải nói từ 3 ngày trước. Khi đó Mai vì để cầu hôn Phoeber, liền lên kế hoạch cho một chuyến du lịch lãng mạn, muốn trong chuyến đi tạo bất ngờ cho cô ấy. Nhưng khi Mai mua được vé, chính vào lúc máy bay sắp cất cánh, chứng rối loạn hoảng sợ của anh ấy lại đột nhiên tái phát. Anh ấy trốn trong nhà vệ sinh, không dám ra ngoài, nên đã khiến bọn họ để lỡ mất chuyến bay. Việc này khiến Phoeber vô cùng buồn, nhưng hành động muốn rời khỏi thị trấn lần này của Mai vậy mà lại bị một chiếc vệ tinh bên ngoài trái đất thu được. Óc bên còn có thông tin của anh ấy, rất nhanh khung hình đã được chuyển đến văn phòng chính phủ của nước Mỹ. Thì ra nước Mỹ đã từng tiêu 4 tỷ đô để bồi dưỡng ra một nhóm đặc công cấp cao vượt trội hơn người bình thường. Kết quả kế hốt này lại gặp phải nhiều sự cố và khiếm khuyết. Nhóm người được bồi dưỡng ra bắt đầu chết dần. Cuối cùng kế hoạch này chỉ còn lại một người duy nhất. Không sai, người đó chính là Mai, mà mẹ của anh ấy, Victoria, chính là vị quan chức cấp cao của chính phủ nhận trách nhiệm vận hành kế hoạch này. Cuối cùng Victoria không thể tiếp tục thực hiện kế hoạch phi nhân tính này nữa. Thế là liền hạ lệnh dừng kế hoạch, vì để cho Mai một cuộc sống mới. Sau khi Victoria phong ấn được sức mạnh và ký ức của Mai, liền đưa Mai đến thị trấn mà bây giờ anh ấy đang sống, và sắp xếp không để Mai rời khỏi thị trấn. Vì vậy trước khi Mai lên máy bay mới bị phát tác chứng rối loạn hoảng sợ. Nhưng hôm nay, sau nhiều năm đã qua đi, vị trí của Victoria lại bị người em cấp dưới của mình trước đây cướp mất. Sau khi anh ta trở thành tổng quản lý, lại bắt đầu kế hoạch bồi dưỡng một đội đặc công cấp cao mới. Bởi vì quản lý không thích Victoria, sau khi anh ta biết được Mai đã nhiều lần muốn rời khỏi thị trấn, thế là hắn ta liền lấy lý do là bảo vệ sự an toàn cho quốc gia, hạ lệnh trong vòng 24 giờ phải xóa bỏ được toàn bộ kế hoạch cũ. Không sai, anh ta muốn giết chết Mai. Sau khi Victoria nhận được tin tức đương nhiên là không đồng ý. Nhưng lúc này tên quản lý đê tiện kia căn bản không chịu nghe, trực tiếp đuổi thẳng Victoria ra ngoài. Trong lúc tên quản lý gửi một nhóm đặc công mới đi, lúc này Mai đang lười biếng trong siêu thị, không hề giống đang đi làm. Chính vào lúc này Victoria cải trang thành một khách hàng và đi đến trước mặt Mai. Vì để không khiến Mai phải chết một cách vô ích, Victoria đã nói ra mật lệnh kích hoạt anh ấy. Mandelbrot đã bắt đầu hành động. Dàn hợp xướng Echo đã bị phá vỡ. Chúng tôi đang phòng thủ. Người cải cách Salo, người cải cách Salo. Kết quả Mai nghe xong lại chẳng có phản ứng gì. Victoria đã tận tâm tận lực, chỉ đành bất lực rời đi. Đến tối đặc công mà quản lý phái đi đã đến. Dưới sự kích thích của nguy hiểm, năng lực tiềm ẩn trong người Mai cuối cùng cũng được kích hoạt. Sau đó liền xảy ra một màn giết người của Mai ở đoạn mở đầu. Rất nhanh người bạn gái Phoeber của anh ấy đã đến nơi. Sau khi nhìn hiện trường, cô ấy đơ luôn, còn Mai thì đang trốn ở phía sau run cầm cập. Chính vào lúc này một chiếc xe cảnh sát đã phát hiện ra bọn họ. Hai người lập tức đầu hàng. Ở bên này tên quản lý biết được hai đặc công đã bị giết, hắn ta lập tức đã biết được Mai đã được Victoria kích hoạt. Thế là hắn ta liền hạ lệnh phong tỏa thị trấn để bắt Victoria, và phái đi hai đặc công mạnh hơn đến để diệt trừ Mai. Lúc này Mai và Phoeber đã bị đưa đến cục cảnh sát. Mai cũng kinh ngạc phát hiện ra suy nghĩ của mình đã trở nên rất linh hoạt. Nhưng khi Mai đang bị cảnh sát thẩm vấn, đồn cảnh sát đột nhiên mất điện. Cục trưởng ra ngoài kiểm tra, lại phát hiện tất cả các tín hiệu trong cục đã bị cắt đứt. Lúc này một tên đặc công cầm theo súng trực tiếp xông vào. Giây tiếp theo cô ta liền tung ra trận công kích. Lúc này một tên đặc công khác đã đến được phòng thẩm vấn của Mai. Một vị cảnh sát đã hy sinh ngay tại chỗ. Phoeber thấy vậy liền nhảy lên bắt lấy súng của hắn, cỡ rơi hộp đạn của hắn ta. Nhưng ngay sau đó Phoeber đã bị đánh bay. Mai lôi chiếc súng của vị cảnh sát kia ra, kết quả lại bị tên đặc công đánh đến góc tường. Chính vào thời khắc quan trọng, sức mạnh của Mai lại một lần nữa được đánh thức. Rất nhanh Mai đã đánh ngã tên đặc công. Sau đó Mai liền lấy chiếc còng tay ra tức giận đấm vào hắn. Xong chuyện, Mai liền nhốt tên đặc công ở trong ngục. Nhưng bọn họ vừa mới chạy ra, đã gặp phải tên đặc công ở bên ngoài. Hai người Mai và Phoeber vội vàng trốn đi. Lúc này vị cảnh sát vẫn còn chút hơi thở. Sau khi lấy còng tay còng chân của tên đặc công lại, liền hét lên bảo Mai mau chạy đi. Nhưng giây sau tên đặc công đã bắn chết vị cảnh sát. Lúc này Mai và Phoeber đã thành công chạy ra khỏi cục cảnh sát. Tên đặc công liền hét lên đợi đã. Mai nghĩ không biết có chuyện gì liền quay đầu lại nhìn. Kết quả giây sau một quả lựu đạn được ném qua,
Mai phản ứng rất nhanh đã nhanh chóng chụp được nó. Khi nghe được tiếng đếm ngược, Mai quay tay rồi ném lại về bên đó. Đặc công ngơ người luôn. Lúc này Phoeber cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm. Vô cùng hoảng hốt, Mai liền ôm lấy cô ấy để an ủi. Không sao rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Bây giờ anh sẽ dẫn em rời khỏi nơi này. Kết quả vào giây sau, xe của Mai đã nổ tung. Lúc này Phoeber đã bình tĩnh lại. Hai người họ rất nhanh đã lên xe của Phoeber, đến được nhà của người bạn. Lúc này phần lớn ký ức của Mai đã quay lại. Đợi đến khi Mai định thần lại, hai người liền trốn vào nhà của người bạn. Lúc này tên quản lý biết được kế hoạch đã thất bại. Thế là hắn ta liền đích thân đến thị trấn và dẫn theo tất cả các đặc công đã được thực nghiệm đến. Ở bên này Phoeber từ tin tức trên TV biết được có một loại virus truyền nhiễm đã lan ra khắp thị trấn. Bây giờ thị trấn đã bị cách ly toàn diện. Phoeber hiểu rằng chuyện này chắc chắn là tin giả. Nhưng giây tiếp theo ảnh của Mai và Victoria đã xuất hiện trên tin tức. Bọn họ bị nhận định là những người gây ra cơn virus này. Biên tập viên còn nhắc nhở mọi người nếu như phát hiện tung tích của hai người họ nên lập tức báo cho cơ quan chức năng. Bạn của Mai sau khi xem xong cũng phát điên luôn. Nhưng người bạn vẫn rất nghĩa khí, không báo án, chỉ là nhốt hai người Mai và Phoeber dưới tầng hầm. Nhưng tên quản lý vẫn là phát hiện ra bọn họ. Lần này hắn ta lại phái đi ba đặc công, hơn nữa lần này còn mang theo vũ khí sinh hóa khói thuốc mê. Lúc này một tên đặc công tiến vào nhà, trực tiếp ra tay với những người bạn. Mai ở dưới hầm lập tức phát hiện ra điều bất thường. Quả nhiên một tên đặc công đeo mặt nạ đã ngay lập tức xông vào. Nhưng hắn ta cũng không phải đối thủ của Mai, trong nháy máy đã bị Mai đánh gục. Lúc này Phoeber đeo chiếc mặt nạ của tên đặc công lên, rồi vội vàng dẫn Mai rời khỏi tầng hầm. Khoảnh khắc Phoeber xuất hiện, liền đánh bay tên đặc công đang thả khí vào bên trong. Sau đó Phoeber vội vàng chạy đến bên cạnh tên đặc công và tìm được thuốc giải, rồi chuyên nghiệp bơm vào cơ thể của Mai. Mai thấy Phoeber biết rõ khí độc này như vậy, lúc này đã có một cảm giác vô cùng xạ lạ. Mai đẩy Phoeber ra, thấy Mai đột nhiên trở nên cảnh giác như vậy, Phoeber chỉ đành nói cho anh ấy biết mọi chuyện. Thì ra Phoeber chính là người mà 5 năm trước CIA phái đến để quản lý Mai. Mục đích là giúp Mai nhanh thích ứng với cuộc sống ở thị trấn. Mai nghe được chân tướng ngay lập tức sụp đổ. Cuộc sống mấy năm nay của hai người họ vậy mà chỉ là giả. Bây giờ Mai không muốn nhìn thấy Phoeber thêm nữa liền bỏ chạy. Phoeber vội vã đuổi theo lên xe. Nhưng khi Phoeber đang muốn giải thích cô ấy thật lòng yêu Mai, đột nhiên một trận rung lắc dữ dội truyền đến. Xe của Mai trực tiếp bị một chiếc xe tải đẩy rơi xuống cầu. Không sai, người đến chính là tên đặc công thứ ba mà tên quản lý phái đến. Hắn ta chính là Jack. Sau khi Jack lôi Phoeber ra ngoài, liền tưới xăng lên xe của Mai. Rất nhanh Jack đã mở bật lửa ra, trực tiếp ném vào chiếc xe. Chiếc xe ngay lập tức bốc lửa, mà Mai lại đang bị mắc kẹt bên trong. Vào thời khắc then chốt Victoria đã xuất hiện, mà Jack ở bên này kéo Phoeber đang choáng váng đi. Sau khi để cô ấy tận mắt chứng kiến cái chết của Mai, liền dẫn cô ấy đến chỗ tên quản lý. Hai người họ rõ ràng là đồng nghiệp cũ. Lúc này kẻ khốn nạn như hắn ta đã được làm quản lý, lại bắt đầu khoe khoang địa vị hiện tại của mình, còn chế giễu Phoeber đã mất phí 5 năm để ở bên cạnh một tên phế vật. Bây giờ cũng ngu luôn rồi. Nhưng ngay sau khi tên quản lý biết được rằng Mai đã bị thiêu chết, hắn ta lại nhận được thông tin Mai vẫn còn sống, hơn nữa còn ở cùng với Victoria. Lúc này Mai sau khi hồi phục ký ức, cũng nhận ra Victoria chính là mẹ của mình. Victoria vì để cổ vũ Mai, thế là liền nói ra toàn bộ sự thật. Thì ra Phoeber vốn chỉ cần, sau khi giúp Mai hòa nhập được với thị trấn này, cô ấy sẽ được phân phó lại công việc mới. Nhưng Phoeber cuối cùng lại chủ động muốn ở lại cùng con. Phoeber là thật lòng đối với con, mà con cũng là người thành công duy nhất trong cuộc thử nghiệm. Chính vào lúc này Victoria đột nhiên hét lên. Mai ra ngoài xem, một tên đặc công đã bắt được Victoria. Mai lập tức xông lên ném tên đặc công ra ngoài. Lúc này tên đặc công bên ngoài đã nhìn thấy Mai, cũng trực tiếp nổ súng. Bên này sau khi tên quản lý xác định được vị trí của Mai và Victoria, liền trực tiếp phái đi vô số các máy bay để chuẩn bị đánh bom. Lúc này tên đặc công bên ngoài cũng đã đi vào nhà của Mai, ra sức tấn công khiến Mai chỉ đành ẩn nấp trong nhà bếp. Sau đó Mai đã phát hiện tên đặc công tiến gần. Sau khi bị Mai ngăn lại, Victoria trốn sau tên đặc công này, đã lấy một con gấu bông để đánh lạc hướng hắn rồi bắn thẳng về phía đó. Lúc này vô số máy bay đã bay thẳng về hướng của Mai. Nhưng khi tên quản lý hạ lệnh bắn, nhân viên điều khiển những máy bay không người lái lại do dự. Bởi vì anh ấy từng là thư ký của Victoria, cuối cùng anh ấy đã kháng lệnh và bỏ lỡ mất cơ hội bắn. Quản lý bị chọc điên rồi. Ở bên này Mai đang bị một tên đặc công bắn cho thừa sống thiếu chết. Lúc này một cái chảo đột nhiên bay tới, đã thu hút sự chú ý của Mai. Giây tiếp theo Mai cầm chiếc chảo lên, sau khi ném nó lên không trung, Mai trực tiếp bắn súng về phía chiếc chảo. Không ai nghĩ đến là viên đạn lại bị bắn ngược lại, cuối cùng bay thẳng vào người tên đặc công cuối cùng. Tên đặc công ngã thẳng ra đất. Ở bên này người thư ký biết mình đã đắc tội tên quản lý, nhưng anh ấy biết bí mật của tên quản lý. Quản lý bồi dưỡng nhóm đặc công mới, hoàn toàn đều là những bệnh nhân tâm thần được đưa đi huấn luyện. Đây là tin tức mà trước đây Victoria đã điều tra được.
và nói ra lúc cô ấy cầu cứu anh ấy. Bây giờ người thư ký vì để bảo vệ bản thân, chỉ đành gọi báo cáo cho cấp trên. Ngay lập tức lực lượng mà tên quản lý điều động đã bị điều đi nơi khác. Phòng chỉ huy vốn đông đúc bây giờ chỉ còn lại mỗi mình hắn. Điều này khiến tên quản lý thật sự sắp phát điên rồi. Hắn ta đã bị dồn vào chân tường liền gọi cho Mai. Lại dùng tính mạng của Phober hẹn gặp Mai. Mai vì để cứu Phober chỉ đành chuẩn bị qua đó. Cùng lúc này tên quản lý cũng đã kích hoạt tất cả các đặc công, chuẩn bị ứng chiến Mai. Cũng chính vào lúc này một trận pháo hoa bay đến, trực tiếp bay về phía tên quản lý. Không sai, người đến chính là Mai. Chỉ thấy anh ấy lái một chiếc xe tải xông đến. Tên quản lý chỉ đành dẫn theo người chạy vào siêu thị gần đó để trốn. Sau khi Mai xông vào, một trận quyết chiến trong siêu thị đã bắt đầu. Không lâu sau Mai đã xử lý xong một tên. Đối mặt với lực lượng cuối cùng của địch, Mai vừa ném ra một quả pháo hoa đã khiến chúng hoảng loạn. Sau đó nhân lúc khói pháo hoa giăng kín, Mai lấy cây rìu ra rồi xông lên. Rất nhanh ba tên đã bị đánh ngã. Mai xuất hiện từ trong làn khói, nhìn thấy tên quản lý. Tên chủ quản thấy vậy liền để lại tên đặc công cuối cùng của hắn, Jack, rồi liền kéo Phober rời đi. Nhưng Jack đương nhiên không phải đối thủ của Mai. Rất nhanh hắn đã bị đánh ngã, mà Phober nhờ vào chiếc kẹp giấy lấy được trong siêu thị, thành công mở được còng tay. Sau đó liền lật tay đánh cho tên quản lý một đấm. Lúc này Victoria cũng đã xuất hiện. Cứ vậy tên quản lý được tiễn đi. Lúc này Phober cũng đã đến được bên cạnh Mai. Cuối cùng bọn họ đã được an toàn. Nhưng khi Phober dìu Mai ra khỏi siêu thị, bên ngoài lại bị quân đội bao vây. Có điều vẫn may lần này họ không phải là người của tên quản lý. Thế là Mai liền lấy nhẫn ra cầu hôn Phober. Phober đương nhiên đã đồng ý. Lúc này Mai cũng hạnh phúc nắm lấy tay của Phober. Nhưng khi hai người định hôn nhau, súng gây mê lại được bắn ra. Giây tiếp theo Mai liền bị đánh ngất. Phober không nhịn được mà oán trách: "Ôi nào, đừng như vậy cho chúng tôi chút." Kết quả Phober cũng lập tức nhận được đãi ngộ tương tự. Hai người cứ vậy mà hạnh phúc ngất đi. Cuối cùng tên quản lý vì làm hỏng việc, lãnh đạo đã trực tiếp khai trừ hắn ta, để một người chết chịu tất cả trách nhiệm cho việc này. Mà lần này Mai cũng đã chứng minh được năng lực của anh ấy. Victoria lợi dụng điều này, lại thêm việc anh ấy là người được bồi dưỡng duy nhất còn sống sót. Trong vụ tốn mất 4 tỷ đô, Victoria đã thành công thuyết phục được lãnh đạo để Mai ở lại và để Mai trở thành một đặc công làm việc cho chính phủ. Cuối câu chuyện, Phober và Mai bắt đầu cùng nhau thực hiện nhiệm vụ này, còn khơi lên một vở kịch tiếng Trung. "Cậu đáng yêu thật, tao là David Yao, tại sao bọn chúng lại phái một mình mày đến? Một tên tay không tấc sắt nào. Có gì buồn cười lắm à? Xin lỗi, tao không biết tao có thể nói tiếng Trung."